Chào mọi người đến với kênh YouTube của Vinbot. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt Bartender. Phần file cài đặt tải Bartender em sẽ để dưới phần mô tả của video này. Sau khi mình tải về xong thì có một file ra như thế này. Mình tiếp tục và giải nén ra. Sau khi giải nén xong sẽ có một tệp file như thế này, mở lên. Mở lên thì ở đây mình có hai file, một cái là từ đuôi cài đặt SE và một cái là để rắc mềm. Thì mà mình bắt đầu chạy file đuôi SE dưới đây. Mình mở lên. Nó lên thì ở đầu ở đây hiện tại là mình một cái nét chọn dòng hai accent nét chọn ti kỳ cái bộ mềm này mình sẽ rắc ra mình chọn trái đầu ti cái nào cũng được từ mình nét rồi mình nét luôn rồi anh thôi đến bước này thì mình để cho cái bộ mềm tự động cài đặt. Quá trình cài đặt này diễn ra cũng khá lâu, cũng tầm 50 phút tùy theo tốc độ xử lý của máy. Nên mọi người kiên nhẫn đợi chút xíu. Rồi sau khi hẹn đẹp tấm này lên, tụi mình cứ nét giúp em nhé. Rồi tắt cái nút bên này. Nếu mà không tắt cũng được, không sao hết. Quyết định. Rồi tiếp theo thì mọi người copy cái file này giùm em. Rồi bắt đầu nè. Mình copy đi. Rồi, copy. Rồi mình dẫn tới thư mục OC nè. OC. Rồi mình chọn rồi lên file 86 nè. Rồi mình kiếm cái dòng chữ CWIN. Mở CWIN lên. Rồi mở file lên. Rồi bắt đầu mình copy dán lè lên 7 relay ra file. Rồi vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cách cài đặt Bartender. Cảm ơn mọi người ạ.